tiên thì cả Việt Nam và Nhật Bản đều có được hai chiến thắng trước Mông Cổ và Đả Guam. Tuy nhiên đội U19 Nhật Bản đang tạm thời dẫn đầu bảng J khi hơn về hiệu số bằng thắng bại. Nhật Bản đã ghi tổng cộng 19 bàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào, nên hiệu số là dương 19, trong khi đội Việt Nam thì đã ghi được 7 bàn thắng và để lọt lưới một bàn trong trận thắng Đả Guam với tỷ số là 4-1, và hiện tại hiệu số là dương 6. Với vị trí này thì đội U19 Việt Nam thì đang nằm trong số 4 đội bóng có vị trí thứ hai, có thành tích tốt nhất, có thể tiếp tục giành quyền đến Uzbekistan. Tuy nhiên đây chỉ là thành tích tạm thời. Và ở thời điểm này thì một đội bóng khác của khu vực Đông Nam Á, đó là Malaysia, đã chính thức giành quyền đến Uzbekistan. Tuyển Lào ngày hôm nay, U19 Lào cũng đã xuất sắc có một chiến thắng 6-0 trước U19 Macau, nên cũng đã có những cơ hội cực kỳ lớn để có thể giành quyền vào vòng chung kết. Hiện tại Lào đã có được 7 điểm và chờ trận đấu giữa Australia và Đài Bắc Trung Hoa để xác định xem đội nào chính thức giành vị trí nhất bảng này. Nhưng ở vị trí có 7 điểm thì xem như U19 Lào cũng gần như đã đặt một chân vào vòng chung kết năm sau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những diễn biến chính của trận đấu này. Cờ Fair Play đang được đưa ra sân vận động Thống Nhất, và tất cả người hâm mộ đá Việt Nam cũng đang hồi hộp xem các cầu thủ trẻ của huấn luyện viên người Pháp Philippe Troussier sẽ thể hiện mình như thế nào ở trong trận đấu quyết định với U19 Nhật Bản. Trước trận đấu này thì huấn luyện viên Philippe Troussier, người có biệt danh là Phù Thủy Trắng, đã nói rằng đội bóng của ông đang hoàn toàn tự tin và sức ép lớn thì đang thuộc về đội U19 Nhật Bản. U19 Nhật Bản đã từng giành Á quân World Cup U20 thế giới, và họ cũng đã 7 lần có mặt ở trong các trận đấu của vòng chung kết U19 châu Á. 7 lần có mặt ở trong các trận đấu chung kết, nhưng chỉ một lần giành chức vô địch vào năm 2016 mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với quốc ca Nhật Bản. Với sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian gần đây thì ngày hôm nay cũng có khá đông các cổ động viên đã có mặt trên sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier đối đầu với đội U19 Nhật Bản. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài người Ả Rập Saudi, ông Khalid Turas.
Trọng tài thứ nhất là ông Asuntan, trọng tài thứ hai là ông Samaban và trọng tài thứ tư đó là Asimov. Trọng tài chính ông Khalid Anturas cũng là người điều khiển trận đấu giữa đội U19 Việt Nam và U19 Mông Cổ trong trận đấu đầu tiên. Còn đây là đội hình xuất phát của đội U19 Nhật Bản ở trong trận đấu này. Huấn luyện viên trưởng là ông Kawayama Masanaga. Thủ môn áo số 1 Kobuko Leo Bryan, số 2 hậu vệ Ryuya Nishio, số 4 Takumi Nakamura, số 5 Nagi Matsumoto đội trưởng, số 7 Sosuke Shibata, số 8 Sun Ayukawa, số 9 tiền đạo Itsuki Someno, số 11 tiền đạo Soromon Sakuragawa, số 14 hậu vệ Hiri Kato, số 20 Kaito Hayashida và số 21 là Taiga Ishiura. Như vậy huấn luyện viên Masanaga cũng đã có một vài sự thay đổi ở trong đội hình của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Còn phía đội hình của U19 Việt Nam, huấn luyện viên Philip Trussier đã đưa ra sân với đội hình xuất phát. Thủ thành mặc áo số 23 Y Alinea, số 2 Hồ Khắc Lương, số 3 Trần Quang Thịnh, số 4 Vũ Tiến Long, số 8 Huỳnh Công Đến, số 10 Nguyễn Văn Tùng, số 11 Đỗ Tấn Thành, số 12 Nguyễn Thanh Khôi, số 17 Nguyễn Văn Tùng, số 18 Nguyễn Duy Triết, số 21 Phan Tuấn Tài. Như vậy trong trận đấu ngày hôm nay, Nguyễn Kim Nhật đã không thể ra sân. Bên cạnh đó thì Mạnh Quỳnh cũng đã bị chấn thương. Chính vậy mà trên hàng công của đội U19 Việt Nam hôm nay cũng đã có những sự thay đổi. Tiền đạo mang áo số 10 Nguyễn Văn Tùng tiếp tục đá chính cùng với hai tiền đạo hỗ trợ, đó là số 11 Đỗ Tấn Thành và số 17 Nguyễn Văn Tùng. Như vậy trên sân của đội U19 Việt Nam lúc này ở hàng tấn công có hai cầu thủ đều cùng họ và tên, đó là số 10 Nguyễn Văn Tùng của Thanh Hóa và số 17 Nguyễn Văn Tùng của Hà Nội. Nguyễn Văn Tùng của Thanh Hóa thì đã có một trận đấu ghi bàn vào lưới của Mông Cổ và ghi được một bàn từ chấm penalty. Còn Nguyễn Văn Tùng áo số 17, cầu thủ chơi trong trận gặp Hà Nội, đây là trận đấu đầu tiên ra sân tại giải đấu lần này, đó là cầu thủ thuộc biên chế của Hà Nội. Vũ Tiến Long thì ngày hôm nay cũng được đưa ra sân trong đội hình xuất phát sau khi đã có trận đấu tương đối tốt gặp U19 đảo Guam và thắng tỷ số là 4-1. Chúng ta hãy chờ xem trong trận đấu ngày hôm nay U19 Việt Nam sẽ thể hiện mình như thế nào trong cuộc đấu với U19 Nhật Bản, và liệu họ sẽ có được một chiến thắng trước đội U19 Nhật Bản để giành quyền trực tiếp đến Uzbekistan vào năm sau, hay sẽ là một trận hòa để có thể nuôi hy vọng đi tiếp nhờ đội bóng có vị trí thứ hai thành tích tốt nhất trong số 4 đội. Và như vậy trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản đã chính thức bắt đầu. Trong trang phục màu trắng là các cầu thủ U19 Việt Nam, và trong trang phục màu xanh đó là các cầu thủ Nhật Bản. Trên hàng tấn công của các cầu thủ Nhật Bản đáng chú ý là hai chân sút mặc áo số 11 Sakuragawa và Someno. Đây đều là những chân sút và nó là khá tốt của U19 Nhật Bản. Ngay phút đầu tiên của trận đấu chúng ta cũng có thể thấy là sức ép ra được các cầu thủ áo xanh đẩy lên rất cao. Một đường chuyền vào. Và như vậy thủ thành người Đắk Lắk Ilienie đã bắt gọn quả bóng vừa rồi. Lúc này chúng ta cũng có thể thấy là đội U19 Nhật Bản ra sân với sơ đồ chiến thuật là 4-4-2. Còn U19 Việt Nam ra sân với sơ đồ chiến thuật là 3-4-3. Được đánh giá cao hơn rất nhiều ở trong trận đấu ngày hôm nay nên U19 Nhật Bản đã nhập cuộc rất nhanh và đã gây được sức ép lớn về phía khung thành của thủ môn Ilienie. Đây là một thử thách phải nói là khá lớn cho Thanh Khôi và Công Đến, những cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm của U19 Việt Nam. Vũ Tiến Long
Các cầu thủ U19 Nhật Bản đã chơi pressing với tốc độ khá cao, gây sức ép rất nhanh và đã cướp lại bóng chỉ trong tích tắc mà thôi. Với thể hình, tốc độ và kỹ thuật thì rõ ràng các cầu thủ U19 Nhật Bản đang đẩy cao tốc độ ngay những phút đầu tiên. Và với cả hai đội thì họ biết rằng một trận đấu mang tính quyết định như thế này, Nhật Bản thì chỉ cần cầm hòa là đứng nhất bảng, nhưng Việt Nam thì cần phải giành chiến thắng, họ phải chơi một thế trận khôn ngoan hơn. Ở giải đấu lần này thì Thái Lan đã chính thức bị loại. Được chuyền vào, Thái Lan xếp dưới cả Campuchia. Còn đội U19 Malaysia thì đã giành nhất bảng đó để giành quyền đến với Uzbekistan vào năm sau. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng đã có suất giành quyền vào chung kết bên cạnh Tajikistan. Cơ hội cho các thủ U19 Việt Nam, một pha phối hợp rất tốt, cũng vạt bóng tuyệt vời. Những pha đá bóng liên tiếp, nhưng đó là một tình huống thi đấu hơi cá nhân. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng có thể thấy được một pha cầm bóng phải nói là rất tự tin của Nguyễn Văn Tùng. Nguyễn Văn Tùng có biệt danh là Messi của Thanh Hóa khi cầu thủ này đã được đôn lên lứa U19 sau khi đã giành danh hiệu vua phá lưới giải U17 quốc gia trong năm nay với 6 bàn thắng và giúp cho U17 của Thanh Hóa giành chức vô địch U17 quốc gia tại Tây Ninh. Cầu thủ chạy cánh phải của Nhật Bản là Ishiura là một trong những cầu thủ có lối chơi tốc độ và khá kỹ thuật. Liên tiếp những tình huống rất nguy hiểm. Trong pha bóng vừa rồi thì thủ thành Elinie đã băng ra không chính xác trước tình huống bật nhảy và nó là khá cao của tiền đạo Somano. Somano lúc này chưa ghi được bàn thắng nào sau hai trận đầu tiên. Nhưng tiền đạo mang áo số 11 Sakurakawa đã ghi được 3 bàn. Người ghi được nhiều bàn thắng nhất cho đội U19 Nhật Bản lúc này đó là số 13 Haruyama. Nhưng ngày hôm nay thì Haruyama đang ngồi trên băng ghế dự bị. Chúng ta có thể thấy là các cầu thủ Nhật Bản có một lực lượng dự bị rất là dồi dào. Lực lượng dự bị của họ đã có rất nhiều cầu thủ ghi bàn thắng, như là số 13 5 bàn, số 18 Omori 3 bàn và số 22 Takeda cũng đã ghi được 3 bàn. Hasashida. Để mất bóng rồi, bóng về chân của cầu thủ U19 Việt Nam. Rõ ràng trước tốc độ và khả năng chơi pressing rất cao của U19 Nhật Bản thì đội chủ nhà U19 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát bóng. Ngay khi những tiền vệ trung tâm như là Thanh Khôi và Công Đến kiểm soát bóng trong chân thì có 2-3 cầu thủ của Nhật Bản đã áp vào rất nhanh và đã bắt nghẹt lối chơi từ ở khu vực giữa sân của U19 Việt Nam. Vũ Tiến Long, Thanh Khôi và chuyền bóng không quan sát của Thanh Khôi. Thanh Khôi là người đã ghi bàn thắng đầu tiên cho U19 Việt Nam tại giải đấu lần này. Đó là một cú sút xa rất đẹp mắt ngay rìa vòng cấm vào lưới của U19 Mông Cổ, giúp cho đội U19 Việt Nam giải tỏa được sức ép và sau đó đã ghi thêm 2 bàn thắng nữa và có chiến thắng 3-0 trận đấu trước Mông Cổ. Ở trận đấu sớm ngày thi đấu hôm nay thì U19 Mông Cổ đã có cuộc lội ngược dòng chiến thắng 4-3 trước U19 của đảo Gam. Và đó là chiến thắng đầu tiên của U19 Mông Cổ tại giải đấu lần này. Đảo Gam là đội bóng dẫn trước nhưng cuối cùng U19 Mông Cổ đã lội ngược dòng và giành chiến thắng. Một pha phối hợp không thành công của các thủ U19 Nhật Bản. Nhưng quá khó, họ đã gây sức ép rất nhanh. Lúc này thì cầu thủ của cả hai đội đã chơi với tốc độ cao. Không có một kẽ hở nào để cho các cầu thủ U19 Việt Nam ngay ở khu vực phòng ngự lẫn vị trí tiền vệ có được những khoảng trống và cũng có thời gian để có thể ngước lên nhìn đồng đội của mình. Bởi vì họ vừa cầm bóng thì các cầu thủ Nhật Bản đã áp sát vào.
một lối chơi đầy tốc độ của các cầu thủ đến từ xứ sở mặt trời mọc. Cả Huỳnh Công Đến cũng thường xuyên phải lui về để hỗ trợ cho hàng phòng ngự của mình, nên hàng phòng ngự của U19 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay buộc phải thi đấu đến 5 nhân sự. Họ không dám dâng cao với các cầu thủ ở hành lang hành cản. Tuấn Tài và Hồ Khắc Lương phải thường xuyên lui về để hỗ trợ cho hàng phòng ngự của mình. Thậm chí cả Nguyễn Văn Tùng cũng như là Đỗ Tấn Thành cũng phải lùi sát vào. Chỉ có cầu thủ mang áo số 10 Nguyễn Văn Tùng, cầu thủ thuộc lò đào tạo trẻ của Thanh Hóa, thì cắm ở phía trên mà thôi. Huấn luyện viên Philippe Trussier cũng đang trông chờ vào kỹ thuật cá nhân khéo léo của Nguyễn Văn Tùng. Và đây là một thế trận có lẽ là các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ cần phải chơi phòng ngự phản công và những đường phất bóng dài từ tuyến sau lên cho Nguyễn Văn Tùng sử dụng kỹ thuật cá nhân của mình. Tuy nhiên trước mặt Nguyễn Văn Tùng là số 2 Nisio và số 20 Hayashida đều rất chắc chắn, khá nguy hiểm. Cú dứt điểm, đó là pha dứt điểm của cầu thủ màu số 11 Sakarakua. Đây là pha tạt bóng vào của Nakamura, cầu thủ màu số 4 chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải của U19 Nhật Bản. Quả đá phạt góc cho các cầu thủ U19 Nhật Bản. Đường tạt hơi thấp và các cầu thủ U19 Việt Nam đã giải nguy được trong tình huống vừa rồi. Một lối chơi phòng ngự co cụm và có vẻ cũng khá chịu đựng của U19 Việt Nam trước U19 Nhật Bản. Đội bóng đã thường xuyên có mặt ở trong các vòng chung kết châu Á và cũng đã có 7 lần có mặt trong các trận chung kết. Nhưng gần đây nhất thì họ mới lên ngôi vô địch sau khi thắng Ả Rập Saudi trong trận chung kết tại Bahrain năm 2016. Hai đội đã hòa nhau 0-0, rồi sau đó Nhật Bản đã giành chiến thắng bằng loạt sút lưu lù. Cầu thủ U19 Nhật Bản vẫn đang kiểm soát bóng khá tốt. Và tiền vệ đội trưởng mang áo số 5 Matsumoto đang giữ vai trò là tiền vệ trung tâm và giữ nhịp để có thể thực hiện những pha truyền bóng, phân phối bóng lên trên tuyến trên. Trong gần 10 phút vừa qua thì các cầu thủ U19 Việt Nam đã gần như không có được những mảng miếng phối hợp nào trước sức ép quá lớn từ các cầu thủ U19 Nhật Bản. Cơ hội cho các thủ U19 Việt Nam, tuy nhiên một lần nữa thì các thủ U19 Việt Nam đã không thể có được pha phối hợp một cách chính xác. Và bây giờ là cơ hội, một tình huống phản công đường chuyền, hơi vội vàng rồi. Đó là pha chuyền bóng của Nguyễn Văn Tùng, hơi vội vàng cho đồng đội của mình. Thanh Khôi, Tuấn Tài, Tấn Thành, Tuấn Tài.
Tiếp tục lột phá chỉ có 3 cơ hội. Tuyết Ai vẫn không có được một pha dứt điểm nào về phía khung thành của thủ môn Kobuko Leo Bryan. Nhưng đó là một trong những tình huống phối hợp tấn công tương đối sắc nét mà các thủ chủ nhà U19 Việt Nam đã tạo được từ đầu trận đến giờ. Matsumoto, một pha chuyền bóng khá chính xác. Văn Tùng chuyền cho Văn Tùng số 10. Tuy nhiên rõ ràng Nguyễn Văn Tùng áo số 10 đã không đủ sức mạnh để có thể cạnh tranh tay đôi cùng với Hayashida. Rõ ràng việc cấm một mình Nguyễn Văn Tùng ở phía trên chưa phải là một giải pháp có thể ghi được bàn thắng cho các thủ U19 Việt Nam. Nhưng đây là một thế trận mà chúng ta cũng có thể thấy là sơ đồ vận hành của U19 Việt Nam đã buộc xoay về một sơ đồ thiên về phòng ngự với 5 cầu thủ ở vị trí phòng ngự và 4 cầu thủ dàn ngang ở khu vực giữa sân để tạo nên một hàng phòng ngự 9 người. Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Tùng áo số 17 vừa rồi đã bị phạm lỗi. Đây là trận đấu mà chúng ta hãy xem tài năng của phù thủy trắng Philip Jussier. Trên màn ảnh của quý vị các bạn đó là cầu thủ Nguyễn Văn Tùng thuộc là đào tạo trẻ của Hà Nội, lần đầu tiên ra sân ở trận đấu ngày hôm nay trong đội hình xuất phát. Shibata, hai tiền vệ trung tâm của Nhật Bản đó là Shibata số 7 và số 5 Matsumoto. Nakamura, Matsumoto, Shibata, và triển khai tốt cho Ayukawa, khá nguy hiểm nhưng thủ thành Ielinie đã có pha chọn điểm rơi và bắt bóng tương đối tốt ở trong tình huống này. Mặc dù cần phải hai nhịp mới có thể bắt gọn quả bóng nhưng sau đó cũng là một sự ra vào hợp lý. Không chơi bóng khá tốt. Tiến Long, Quang Thịnh và Duy Triết là ba cầu thủ chơi vị trí hậu vệ. Khi các thủ U19 Việt Nam có bóng thì hành lang hai cánh cũng đã thường xuyên dâng cao. Sơ đồ vận hành liên tiếp đã có những sự điều chỉnh và thay đổi. Nakamura, Hayashida, Nakamura, Matsumoto. Mất bóng rồi, cơ hội. Huỳnh Công Đến, Công Đến quyết định tăng tốc. Nhưng hai cầu thủ Nhật Bản áp vào, cơ hội, may mắn. Và như vậy, trong tình huống vừa rồi thì Huỳnh Công Đến cũng đã gây được sức ép lớn cho hàng phòng thủ của đội U19 Nhật Bản và khiến cho họ đã mắc sai lầm. Tuy nhiên sau đó thì các cầu thủ đến từ xứ sở mặt trời mọc cũng đã có được pha lui về để kiểm soát bóng một cách chính xác. Nhưng đây sẽ là một quả đá phạt góc đầu tiên cho các cầu thủ U19 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Lúc này thì thủ môn Ielinie đã có dấu hiệu bị đau và anh đã đến đường biên để có thể được săn sóc y tế. Sau đó thì thủ thành người Đắk Lắk cũng đã trở lại vào sân, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Đây là một trong những thủ môn thi đấu rất là kinh nghiệm, trải dài từ các đội tuyển trẻ của bóng đá Việt Nam trong thời gian vừa qua. Cú đá phạt góc, nhưng đó là một quả đá phạt góc không tốt, bóng đã đi hết đường biên ngang.
Đó là pha đá phạt góc của Yutrik Nakamura. Matsumoto. Shibata. Ayukawa. Shibata. Nguyễn Văn Tung. Rất tốt. Tuấn Tài, Nguyễn Văn Tung, tốc độ. Một pha qua người tuyệt vời của Nguyễn Văn Tung. Đường chuyền vào. Các cầu thủ U19 Nhật Bản đã kịp thời phá bóng ra. Và chúng ta cũng có thể thấy một pha xuống bóng rất là tuyệt vời của cầu thủ Nguyễn Văn Tung. Đã có những dấu hiệu khởi sắc hơn trong lối chơi của các thủ U19 Việt Nam. Và họ đã bắt đầu tạo ra được những tình huống ăn miếng trả miếng. Ngày hôm nay Nguyễn Văn Tùng lần đầu tiên được ra sân trong lần xuất phát. Đã chơi khá xông xáo bên hành lang cánh trái. Đây là vị trí mà Mạnh Quỳnh đã để lại vì bị đau. Rồi Quyên Nhập cũng không có mặt. Nên vị trí tấn công bên hành lang cánh phải của U19 Việt Nam đã thuộc về đội Tấn Thành. Sau pha đi bóng đầy tốc độ vừa rồi thì Nguyễn Văn Tùng của U19 Việt Nam đã bị đau. Nhưng Nguyễn Văn Tùng cũng đã có dấu hiệu ra dấu cho ban huấn luyện rằng là không có vấn đề gì nghiêm trọng và có thể tiếp tục thi đấu. Sau những phép bị ép sân ở những phút đầu tiên của trận đấu này thì lúc này thì trọng huấn luyện viên Philippe Jouzier đã bắt đầu có được sự tự tin và bình tĩnh hơn trong lối chơi. Họ không còn cuốn vào lối chơi của các cầu thủ U19 Nhật Bản nữa và tự tin quan sát đồng đội của mình. Tuy nhiên đây là một pha tấn công rất nguy hiểm. Đó là pha chuyền vào của Sakuragawa. Tuy nhiên hàng phòng thủ của U19 Việt Nam đã xử lý tốt trong pha bóng này. Và bây giờ là một pha đá phạt cho các cầu thủ U19 Việt Nam. 20 phút của hiệp 1 đã trôi qua. Và tỷ số trên sân vận động Thống Nhất vẫn ra là 0-0. Trọng tài người Ả Rập Saudi đã yêu cầu đội U19 Việt Nam thực hiện lại quả đá phạt. Tiền đạo mang áo số 11 của Nhật Bản cũng đã phải lùi sâu về để hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Ayukawa. Ayukawa là cầu thủ chạy cánh trái của U19 Nhật Bản. Còn bên cánh phải đó là Ishiura. Hai tiền vệ trung tâm là Matsumoto và Shibata.
hai cầu thủ trên hàng tấn công là Sumino và Sakuragawa. Matsumoto, Shibata, Akuyawa. Nishio, Kato. Kato rất thường xuyên lên cao để hỗ trợ cho hàng tấn công. Trong phỏng vừa rồi thì Kato đã thực hiện pha chuyền bóng đi hết trên biên dọc. Khi mà đã giải tỏa được sức ép, chơi một cách bình tĩnh thì rõ ràng U19 Việt Nam cũng đang tạo ra một thế trận khá cân bằng với U19 của Nhật Bản. Công đến, xử lý khá khéo. Hồ Khắc Lương. Công đến, Khắc Lương. Thanh Khôi. Một pha chuyền bóng rất nhanh của Thanh Khôi cho đồng đội của mình. Được chuyền vào, không được rồi. Không có quả phạt góc cho U19 Việt Nam. Đó là tình huống mà Duy Triết đã băng lên để phối hợp với đồng đội của mình. Không, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi đó là Huynh Công Đến đã có một pha lên tham gia tấn công và đã di chuyển qua bên hàng lang cánh phải. Ayukawa phạt góc cho U19 Nhật Bản. Hơn phân nửa thời gian của hiệp 1 đã trôi qua và vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Nhật Bản vẫn chưa có những cú sút nguy hiểm, trong khi U19 Việt Nam dù cũng đã tạo ra được một hai tình huống nguy hiểm nhưng vẫn chưa có một cú sút nào. Quả đá phạt góc thứ hai cho các cầu thủ U19 Nhật Bản ở trong hiệp thi đấu thứ nhất này. Eyalinie là một thủ thành có chiều cao tốt và cũng khá đậm người. Nếu giữ phong độ tốt thì đây sẽ là một trong những thủ thành nằm trong đội tuyển quốc gia trong tương lai. Trước sức ép của các thủ U19 Nhật Bản thì hàng thủ của U19 Việt Nam đã chọn giải pháp an toàn và thực hiện pha phá bóng, tiếp tục nhận một quả đá phạt góc nữa. Kato là người thực hiện quả đá phạt góc này. Đây là cầu thủ thuận chân phải. Đường chuyền khá nguy hiểm. Một pha căng ngang rất sát khung thành của thủ môn Ialinie nhưng không một cầu thủ nào chạm được bóng trong phỏng vừa rồi. Đây là một pha treo bóng và đó là cực kỳ khó chịu của hậu vệ cánh phải đội U19 Nhật Bản. Đã có phạm lỗi rồi. Đó là tình huống phạm lỗi của Ishiura. Trước đó thì chúng ta cũng đã chứng kiến một tình huống xử lý bóng khá khéo của Phan Tuấn Tài. Đây là cầu thủ của La Đào Tạo Viettel. Vũ Tiến Long. Vũ Tiến Long thuộc biên chế của La Tạo trẻ Hà Nội. Bóng vẫn còn trong cuộc. Và góc cho U19 Việt Nam. Lúc này U19 Việt Nam có được quả đá phạt góc thứ hai.
và treo bóng không có gì nguy hiểm. Vũ Tiến Long một pha bằng lên phải nói là rất nhanh. Tuy nhiên ngay sau đó thì hàng thủ của U19 Việt Nam cũng đã có một tình huống áp sát và chơi bóng khá quyết liệt. Những pha băng lên tấn công rất nhanh của các thủ Nhật Bản là một trong những đòn tấn công cực kỳ nguy hiểm của họ. Vừa rồi là một tình huống phá bóng của Duy Triết. Đã có lỗi rồi. Đó là pha phạm lỗi của Hồ Khắc Lương. Hồ Khắc Lương là cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An. Matsumoto. Nishio. Mất bóng, nguy hiểm. Một pha mở bóng qua bên cánh phải cho Đỗ Tấn Thạnh. Được chuyền vào. Vẫn còn. Tuy nhiên tình huống xử lý của Nguyễn Văn Tùng không tốt. Phan Tú Tài rất hay. Dù vậy tình huống chọc khe chưa thật sự hay, nhưng bóng vẫn trong chân các thủ U19 Việt Nam. Thành Khôi mở bóng tuyệt vời. Khắc Lương, Khắc Lương đã xử lý không tốt rồi. Khá đáng tiếc. Chỉ một mình thôi, nhưng Hồ Khắc Lương đã hơi vội vàng ở trong phóng vừa rồi. Thanh Khôi đã có một tình huống chuyển hướng tấn công rất tuyệt vời qua bên cánh phải, khá trống trải. Cầu thủ của Hoàng Gia Lai trận này đã có một tầm quan sát khá tốt và đọc trận đấu cũng rất chuẩn. Kato. Nguyễn Văn Tùng, cơ hội phản công. Vẫn là Nguyễn Tùng chọc khe, cơ hội. Đây là pha tấn công của Nguyễn Văn Tùng áo số 10. Đường chuyền. Thanh Khôi qua người, cơ hội. Đường chuyền vào, không vào. Vẫn là cao thủ U19 Việt Nam. Nên chuyền về, dứt điểm ngay. Không được rồi. Đó là một cơ hội có thể dứt điểm. Huỳnh Công Đến đã thiếu sự tự tin trong phóng vừa rồi. Rồi phản công nhanh, cú dứt điểm từ xa. Đó là pha dứt điểm của Sakuru Gawa. Và nó là khá đáng tiếc cho các thủ U19 Việt Nam trong pha tấn công vừa rồi. Họ đã có được những tình huống đi bóng cá nhân đột phá và nó là cực kỳ xuất sắc. Pha chuyền bóng vào của Nguyễn Văn Tùng. Hơn 30 phút của hiệp thi đấu thứ nhất đã trôi qua và một thế trận và nó là ngang ngửa. U19 Việt Nam đã chơi rất khởi sắc sau khoảng 15 phút đầu tiên. Họ đã vượt qua được sức ép tâm lý và đã chơi một cách tự tin hơn. Đã có phạm lỗi, trọng tài người Ả Rập Saudi đã thổi phạt cầu thủ U19 Nhật Bản. Và người phạm lỗi đó là Hayashida. Thời gian kiểm soát của các thủ Nhật Bản là nhiều hơn 57% so với 43% của U19 Việt Nam. Nhưng thế trận thì chúng tôi phân tích thì đây là một thế trận ngang ngửa. U19 Việt Nam đã tạo được sức ép và cũng có những tình huống tấn công rất sắc sảo. Ném biên cho các thủ chủ nhà. Một lối chơi khá tốt đã tạo nên những sự hưng phấn và cũng như là sự hạnh phúc cho các cổ động viên có mặt trên sân vận động Thống Nhất ngày hôm nay.
những tiếng vỗ tay đã vang dòn trên khắp các khán đài. Và đặc biệt nhóm cổ động viên sao vàng cũng đã luôn hát vang những bài hát ở trên khán đài, và tiếng trống thì vỗ dồn dập đang khích lệ tinh thần cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Jouzier. Kẻ chân khá dài của Sakuragawa, tiền đạo mang áo số 11 có nước da màu và có chiều cao khá tốt, sải chân khá dài và sẽ là một thách thức cho Quang Thịnh cũng như là đồng đội ở hàng thủ. Như lúc này hàng thủ của U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Trần Quang Thịnh, trung vệ đội trưởng, đang chơi khá tốt và cũng rất ổn định, không mắc những sai lầm nào. Mọi đường chuyền bóng đều đang hướng về tiền đạo mã số 11 của Nhật Bản, Matsumoto Ayukawa. Khá hay. Đã có phạm lỗi rồi. Tình huống phạm lỗi của Sakuragawa, và phạm lỗi rất rõ ràng trước sự khéo léo của các cầu thủ U19 Việt Nam. Quang Thịnh, Duy Triết đang gọi Hồ Khắc Thương về gần hơn. Ở hành lang cánh phải lúc này Đỗ Tấn Thành chưa tạo ra được nhiều dấu ấn. Chuyển hướng tấn công rất tốt, Tuấn Tài. Từ đầu trận đấu đến giờ, hậu vệ cầu thủ chạy cánh trái Tuấn Tài đang chơi khá hay. Thanh Khôi công đến, Duy Triết băng lên tấn công. Không được rồi, một đường chuyền vào phải nói là khá nguy hiểm. Đây là cơ hội tấn công cho cầu thủ của Nhật Bản, nhưng hàng thủ của Việt Nam đã xử lý rất chắc chắn và khá an toàn. Đó là tình huống xử lý bình tĩnh. Và xử lý kinh nghiệm của Quang Thạnh. 35 phút của hiệp thi đấu nhất đã trôi qua. Một thế trận ngang bằng và một lối chơi tương đối khởi sắc của các thủ U19 Việt Nam. Nishio, Kato, Matsumoto. Hết biên rồi. Đó là pha chuyền bóng không thành công. Ishiura, Shibata, Hayashida, cầu thủ 19 Nhật Bản đã bắt đầu giữ nhịp lại.
mất bóng rồi. Rõ ràng ngay sau khi Văn Tùng đã có được bóng thì cao thủ Nhật Bản đã ập vào rất nhanh. Đường chuyền khá nguy hiểm. Cú dứt điểm rất căng. Nakamura, hậu vệ cánh phải của U19 Nhật Bản đã có một cú vuốt má ngoài bằng chân phải với tốc độ đi bóng khá căng nhưng chỉ thiếu chính xác mà thôi. Rõ ràng Sakuragawa thi đấu đúng như mẫu trung phong làm tường và thực hiện những pha tranh cướp bóng trên không để rồi có những tình huống chuyền bóng về cho đồng đội của mình. Quyền ném biên thuộc về cao thủ U19 Việt Nam. Ở trong trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy ông Philippe Jouzier đã thường xuyên đứng ra ngoài đường bích để chỉ đạo các học trò của mình. Ở trong hai trận đấu gặp U19 Mông Cổ và đảo Guam thì vị huấn luyện viên người Pháp này chủ yếu ngồi trong băng ghế chỉ đạo của mình. Tình huống xử lý khá tốt của Quang Thịnh, rất an toàn trước sức ép của Sakuragawa. Thì việc Quang Thịnh chọn một giải pháp an toàn là cực kỳ thông minh. Đây là cầu thủ thuộc đội bóng Công an Nhân dân. Matsumoto. Nakamura, Matsumoto, Shibata. Bóng đá Nhật Bản thường có khá nhiều những cầu thủ tiền vệ trung tâm rất tốt. Chịu rất nhiều sức ép nhưng chúng ta cũng có thể thấy là hàng thủ U19 Việt Nam đến thời điểm này vẫn thi đấu rất chắc chắn. Bên cánh phải đó là Duy Triết, ở giữa là Quang Thịnh và bên cánh trái là Tiến Long. Hỗ trợ cho Tiến Long là Tuấn Tài và hỗ trợ cho Duy Triết là Hồ Khắc Lương. Nakamura, Ishiura đã rơi vào thế việt vị. Phút thứ 40 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như kết thúc vòng bảng, U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản có cùng 7 điểm thì Nhật Bản sẽ là đội chính thức giành quyền đi tiếp. Nhưng U19 Việt Nam cũng sẽ có rất nhiều cơ hội để có thể trở thành một trong 4 đội đứng thứ hai có thành tích tốt nhất với 7 điểm. Malaysia trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có mặt ở vòng chung kết U19 châu Á năm 2020. Lào có thể sẽ là đội bóng thứ hai. Bóng đá trẻ của Lào và Campuchia trong thời gian qua và nó có rất nhiều sự tiến bộ từ lứa U18 đến U19 đợt này. Campuchia cũng đã thắng Thái Lan và họ cũng đã chính thức loại Thái Lan ra khỏi vòng chung kết. Malaysia đã vượt mặt Thái Lan và Campuchia để có suất chính thức đến Uzbekistan. Nakamura, Yashida. Cao thủ U19 Việt Nam đã tạo được sức ép rất lớn. Sự năng nổ ở trên hàng tấn công của hai cầu thủ đều có tên là Nguyễn Văn Tùng cũng đang tạo ra những miếng đánh phải nói là khá khó chịu và khiến cho hàng phòng ngự của U19 Nhật Bản phải luôn chú tâm đến hai cầu thủ này.
Ishiura. Một pha chọc khe của Ishiura, bóng vẫn còn nhưng không có gì khó khăn, rất nguy hiểm. Một pha phối hợp trong vòng cấm phải nói là rất mạo hiểm của các cầu thủ U19 Việt Nam, bởi vì sức ép và tốc độ của các cầu thủ U19 Nhật Bản là rất lớn, không nên chơi mạo hiểm như thế. Mặc dù biết rằng là khả năng kiểm soát bóng để phát động tấn công từ hàng thủ lên tuyến trên là một trong những miếng đánh được xem là hiện đại của bóng đá ngày nay, nhưng nó cũng hàm chứa rất là nhiều sự nguy hiểm nếu như các cầu thủ ở tuyến dưới không có một sự bình tĩnh, kỹ thuật cá nhân tốt và sự khéo léo hiểu ý nhau trong các tình huống phù hợp. Sakuragawa lúc này đang thể hiện sự năng nổ trong lối chơi. Cầu thủ mang áo số 11 của U19 Nhật Bản đã có mặt ở khắp các vị trí trên hàng tấn công. Nakamura rất khó chịu. Một pha bắt bóng tuyệt vời của Ielinie. Ielinie có khả năng phá bóng rất xa. Cầu thủ này đã thực hiện một pha chuyền bóng mạnh lên cho Nguyễn Văn Tùng. Nakamura. Ishiura. Shibata. Matsumoto. Ayukawa. Hai tiền vệ trung tâm số 5 và số 7 của Nhật Bản đang giữ vai trò phân phối bóng với nhau khá tốt. Nakamura. Một tình huống chọc khe rất hay, khá nguy hiểm và di chuyển cực kỳ khó chịu của Sumino. Phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất, tỷ số vẫn đang là 0-0. Một hiệp đấu thành công của U19 Việt Nam. Vẫn còn một hiệp đấu ở phía trước nữa. Và ông ta biết ở trên hàng dự bị của U19 Nhật Bản vẫn còn nhiều cái tên có khả năng ghi bàn tốt, đặc biệt là thủ mang áo số 13 đã có 5 bàn thắng, người ghi được nhiều bàn thắng nhất cho Nhật Bản đến thời điểm này. Shibata. Nakamura. Ở trên hàng tấn công, cầu thủ mang áo số 10 của U19 Việt Nam cũng thi đấu khá năng nổ. Một đường chuyền sai, nhưng ngay sau đó lại là một pha triển khai bóng không tốt, không chính xác của các thủ U19 Việt Nam. Một phút sẽ được cộng thêm cho hiệp thi đấu thứ nhất. Shibata. Các thủ U19 Việt Nam đã lùi sâu về phòng ngự và đã nhường thế trận ở khu vực giữa sân cho các cầu thủ U19 Nhật Bản. Họ chấp nhận chơi phòng ngự lúc này. Việc giữ được tỷ số không đều trong 45 phút cũng đã là thành công. Gây sức ép. Nguyễn Văn Tùng cơ hội. Nguyễn Văn Tùng đã quyết định thực hiện một pha bấm bóng từ xa khi phát hiện cô Kubo Ryan đã di chuyển ra. Một pha kết thúc đầy quyết đoán. Chúng ta thấy Kakubo Ryan cũng đã lùi về và những tiếng vỗ tay vang lên trên khắp khán đài khi mà trọng tài người Ả Rập Saudi Antu Rais đã mở còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại. U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản đã tạo nên một thế trận ngang bằng ở trong hiệp đấu đầu tiên và hai đội tạm thời rời sân nghỉ với tỷ số là 0-0.
Tôi hài lòng với chiến thắng của toàn đội. Đây chỉ là giao hữu, nhưng đó là trận giao hữu với câu lạc bộ mạnh của nền bóng đá hàng đầu châu Âu. Tôi tin trận đấu này sẽ củng cố nhiều sự tự tin cho các cầu thủ. Sau trận, tôi còn nói chuyện với đội trưởng Sarajevo. Cậu ta chúc mừng chúng tôi, bảo đội bóng của chúng tôi thực sự chơi bóng chứ không chỉ đá giao hữu. Điều đó chứng tỏ trận này với họ rất quan trọng. Cậu ấy thừa nhận Sarajevo chỉ có vài cá nhân tạo được đột biến. Một đội bóng như thế, nếu gặp những đội chơi tập thể như U19 Việt Nam, thì nhiều khả năng sẽ thất bại. Điều tôi hài lòng nhất ở các học trò chính là trước một đối thủ to cao tới từ châu Âu, cầu thủ U19 Việt Nam đã chơi tốt, không sợ hãi, đồng bộ, chặt chẽ, mạnh mẽ và không hề do dự suốt 90 phút. Họ đã tiến bộ hơn nhiều so với 3 tuần trước. Phải nói thật là, mỗi khi tôi ra sân tập, tôi thấy họ tự tin hơn, giàu tinh thần chiến đấu hơn, thoải mái hơn. Họ tiến bộ từng bước, các cầu thủ đã sẵn sàng cho trận mở màn gặp Mông Cổ tại vòng loại U19 châu Á 2020. Tôi tin chiến thắng trước Mông Cổ sẽ củng cố thêm sự tự tin cho các cầu thủ. Thực lòng vào lúc này, tôi chưa muốn ra quyết định cuối cùng về danh sách đội U19 Việt Nam. Tôi muốn giữ kín điều này trước khi vòng loại U19 châu Á 2020 bắt đầu. Có thể tôi sẽ chốt danh sách vào ngày 3 tháng 1 tới đây.
Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng của vòng loại bảng C giải bóng đá U19 châu Á năm 2020. Hiệp thi đấu thứ nhất đã khép lại với tỷ số hòa 0-0 và bước sang hiệp thi đấu thứ hai, các cầu thủ U19 Việt Nam trong trang phục áo quần màu trắng bảo vệ khung thành bên sang bên trái là đội bóng vào bóng trước, và đội U19 Nhật Bản bảo vệ khung thành bên sang bên phải. Màn truyền hình của quý vị và các bạn trong trang phục áo quần màu xanh. Hiệp 1 của trận đấu đã diễn ra khá tốt và U19 Việt Nam đã xuất sắc bảo vệ khung thành của mình. Pha ra vào hợp lý của thủ môn Elinier. Ở bảng H lúc này thì đội Úc đang tạm thời dẫn Trung Hoa Đài Bắc với tỷ số là 5-0 và xem như có được chiến thắng trước đối thủ này và đã vượt qua đội Lào để có cùng 7 điểm nhưng hơn về hiệu số bằng thắng bại. Australia là đội giành nhất bảng H để có quyền đi tiếp. Đội Lào với 7 điểm xem như cũng có suất đi tiếp. Vừa rồi là tình huống phạm lỗi của Takeda. Quang Thịnh, Tiến Long, Tuấn Tài, và ra vào khá hợp lý của các thủ U19 Việt Nam. Nhưng lúc này bước sang hiệp thi đấu thứ hai thì chúng ta cũng có thể thấy là các thủ Nhật Bản lại tiếp tục gây sức ép và họ chơi pressing với tốc độ khá cao và thường áp sát các cầu thủ Việt Nam. Đây là tình huống xử lý của tiền vệ cánh trái Ayukawa. Còn đây là tiền đạo mang áo số 1 Sakuragawa, người đã gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ của U19 Việt Nam trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất nhờ chiều cao và sức mạnh của mình. Khả năng chơi không chiến tốt và cầu thủ này cũng làm tường rất khó chịu. Thanh Khôi không được rồi. Matsumoto, Nakamura, bên phía U19 Nhật Bản bước vào hiệp thi đấu thứ hai đã có một sự thay đổi ở hàng tiền vệ. Đó là tiền vệ mang áo số 7 Shibata rời sân và nhường chỗ cho tiền vệ mang áo số 22 là Takeda. Takeda là người đã ghi được 3 bàn cho U19 Nhật Bản đến thời điểm này. Dường như bóng vẫn còn trong cuộc trong pha xử lý vừa rồi của Đỗ Tấn Thành. Đỗ Tấn Thành là cầu thủ chơi cho Phú Hiến giải hạng nhất quốc gia vừa rồi. Là khả năng cản lưới của Sakuragawa là rất khó chịu. Và lúc này đây
thì đã có những sự xô xát và tranh chấp giữa các cầu thủ ở trên sân. Trước sự đeo bám của các cầu thủ U19 Việt Nam thì Sakuragawa đã thiếu kiềm chế. Đây là tình huống đeo bám của Thanh Khôi. Cầu thủ mặc áo số 11 Sakuragawa đã có một tình huống thiếu kiềm chế với Thanh Khôi, cầu thủ thuộc là đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai. Và bây giờ đứng trước bóng đó là Takeda. Một pha phòng chính xác. Nakamura. Một tình huống pha bóng an toàn. Đó là pha bóng của Duy Triết. Nakaragawa. Nakamura. Khá khó chịu. Pha đi bóng của Takeda. Như vậy người chạm bóng cuối cùng đó là Takeda. Nakaragawa khả năng tỷ lệ và đó là khá tốt. Matsumoto. Ishiura. Một lối chơi song sáo không ngại va chạm của Sakuragawa. Tuy nhiên trọng tài người Ả Rập Saudi đã thổi phạt tiền đạo mão số 11 này. Lần đầu tiên Nhật Bản giành ngôi Á quân tại giải U19 châu Á đó là năm 1962. Lúc đó họ thua Thái Lan trên sân của Thái Lan với tỷ số là 1-2. Kể từ năm 1994 đến năm 2006 thì Nhật Bản đã 5 lần có mặt ở trong các trận đấu chung kết nhưng đều giành vị trí Á quân, nghĩa là thất bại trước Syria, rồi Hàn Quốc, Iraq, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Chiến thắng đầu tiên trong đấu chung kết của Nhật Bản là tại Bahrain năm 2016 trước Ả Rập Saudi với tỷ số là 5-3. Năm 2016 là một giải đấu mà Việt Nam cũng đã thi đấu khá tốt.
để có mặt ở trong trận đấu bán kết, và họ đã thua chính Nhật Bản ở trong trận đấu bán kết với tỷ số là 0-3 và đã chấp nhận ở vị trí hạng 3. Mười phút của hiệp thi đấu thứ hai đã trôi qua, các thủ U19 Việt Nam vẫn tiếp tục chơi với lối chơi phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà của mình, và thế trận thì thuộc về các cầu thủ U19 Nhật Bản. Hayashida, Kato được chuyền vào rất khó chịu, và đó là một pha bằng cắt đánh đầu cực kỳ nguy hiểm của Sakuragawa. Rất may cho U19 Việt Nam là cú đánh đầu của tiền đạo Sakuragawa, bóng đã đi không chính xác, chiều cao rõ ràng là một lợi thế quá lớn cho Sakuragawa, và không có cầu thủ nào của U19 Việt Nam có thể theo kịp trong tình huống tấn công vừa rồi của đội U19 Nhật Bản. Một cú đánh đầu lái bóng ra góc xa và đã không có được độ chuẩn xác và nó là cao nhất giúp cho các thủ U19 Nhật Bản có được bàn thắng mở tỷ số. Và đây phải nói là tình huống nguy hiểm nhất từ đầu trận đấu đến giờ. Và chuyền bóng của Kato. Trước sự tấn công liên tiếp của các thủ U19 Nhật Bản thì hàng thủ Việt Nam cũng đã hoạt động khá vất vả, và một cầu thủ đã bị đau. Thành Côi chuyền bóng khá tốt, quá nhanh, những pha lay bóng đầy sức mạnh của các thủ Nhật Bản. Ayukawa, Kato, Takeda, Tuấn Tài ném biên cho U19 Nhật Bản. Lúc này U19 Việt Nam buộc phải có một sự thay đổi người. Như vậy đội Tấn Thành đã phải rời sân và nhường chỗ cho cầu thủ mang áo số 15 Phạm Văn Hữu. Phạm Văn Hữu là cầu thủ của Đà Nẵng. Sự thay đổi người bắt buộc. Đó là một sự thay đổi người ở vị trí tấn công. Kato, Ayukawa, các thủ U19 Nhật Bản đã đẩy cao đội hình của mình lên để tổ chức tấn công, thì đã dồn các thủ U19 Việt Nam lùi hẳn về phần sân nhà. Đội chủ nhà đã chưa thể có được những mảng miếng phối hợp tấn công nào để có thể gây sức ép qua bên phần sân của thủ thành Kobuko Leryan. Rất khó cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Jouzier lúc này, khi mà U19 Nhật Bản đã thể hiện được sức mạnh của mình trong lối chơi. Nhưng chúng ta cũng thấy giống như hiệp thi đấu thứ nhất, sau khi các cầu thủ U19 Việt Nam giải tỏa được sức ép thì họ đã chơi tự tin hơn. Hôm nay số 19 đó là Nguyễn Hữu Nam được tung vào sân và thay thế cho số 17 Nguyễn Văn Tùng. Sự thay đổi người thứ hai, và cả hai sự thay đổi người vừa rồi của huấn luyện viên Philippe Jouzier đều hướng về hàng công. Nguyễn Hữu Nam là tiền vệ đang chơi cho câu lạc bộ Viettel, cầu thủ trẻ của Viettel.
Như vậy lúc này trên sân chỉ còn một cầu thủ Nguyễn Văn Tùng mặc áo số 10. Thanh Khôi. Lúc này Hồ Khắc Lương cũng đang bị đau. Đây là một trận đấu mà các thủ U19 Việt Nam đã phải làm việc vô cùng vất vả trước sức ép và lối chơi pressing mạnh mẽ, tốc độ của các thủ U19 Nhật Bản. Nhiều cầu thủ đã phải bị đau và đặc biệt là trước những tình huống vào bóng quyết liệt của cầu thủ mặc áo số 11 Solomon Sakuragawa. Nguyễn Hữu Nam, cầu thủ vừa vào sân mặc áo số 19, cũng đã ghi được một bàn thắng cho U19 Việt Nam tại giải đấu lần này. Đó là bàn thắng trong trận thắng Đào Gam với tỷ số là 4-1. Lúc này đây chúng ta cũng có thể thấy là khá đông các cổ động viên có mặt ở trên khán đài A và khán đài B. Bóng đá trẻ cũng đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Trước đó đội U22 Việt Nam có trận giao hữu với U22 UAE thì khán giả cũng đã gần như kín sân trên sân vận động Thống Nhất. Nguyễn Văn Tùng vẫn là Nguyễn Văn Tùng rất khỏe, nhưng không thể khỏe bằng cao thủ Nhật Bản Thanh Khôi. Phạm lỗi rồi. Cầu thủ của Hoàng Gia Lai mặc dù rất nhỏ con nhưng chúng ta cũng thấy là khả năng che chắn bóng rất tốt. Thể hình kém hơn các cầu thủ đến từ xứ sở mặt trời mọc, nhưng bù lại thì các cầu thủ U19 Việt Nam đang thi đấu với một tinh thần quyết tâm rất cao và các cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt. Huấn luyện viên Philippe Truyse có lẽ cũng đang chuẩn bị có sự thay đổi người cuối cùng của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Hồ Khắc Lương có vẻ bị đau. Đã đau! Không vào! Một tình huống tuyệt vời. Đó là pha đánh đầu của Nguyễn Hữu Nam. Một cơ hội rất trống trải nhưng Nguyễn Hữu Nam đã thực hiện pha đánh đầu chệch cột. Đây là cơ hội cũng tốt như là cơ hội trước đó của tiền đạo mặc áo số 11 bên phía Nhật Bản Sakuragawa. Nhưng đáng tiếc là cả hai cầu thủ của cả hai đội đều đã thực hiện những tình huống đánh đầu không chính xác. Là một cầu thủ của U19 Việt Nam đang bị đau ở trên sân, Hồ Khắc Lương. Đúng là Hồ Khắc Lương trước đó đã bị đau rồi. Và huấn luyện viên Philippe Truyse có lẽ sẽ phải có sự thay đổi người bắt buộc tiếp theo. Ông đã sử dụng một phiếu thay đổi người bắt buộc vì Đỗ Tấn Thành bị đau. Và bây giờ sẽ là cầu thủ mang áo số 13. Số 13 đó là Trần Ngọc Sơn. Trần Ngọc Sơn là cầu thủ thuộc là đào tạo của PVF. PVF chính là nơi mà ông Philippe Truyse được mời về để làm giám đốc kỹ thuật, là một kiến trúc sư cho đào tạo trẻ PVF. Và giờ đây thì đã trở thành huấn luyện viên của đội U19 Việt Nam. U19 Việt Nam đã tận dụng cả 3 phiếu thay người của mình lúc này. Một trận đấu mà các cầu thủ trẻ của U19 Việt Nam đã mất rất nhiều sức lực trước các pha đèo bám thi đấu đầy tốc độ và chơi pressing liên tục của U19 Nhật Bản. Hiệp 2 cũng đã bước qua được 20 phút. Phút thứ 65 rồi. Tuấn Tài. Thanh Khôi. Rất chững chạc.
rất dễ mất bóng trước những tình huống vào bóng rất quyết liệt của cao thủ Nhật Bản. Và lúc này thì trọng tài người Ả Rập Saudi đã rút chiếc thẻ vàng đầu tiên của cao thủ U19 Việt Nam và dành cho Nguyễn Thanh Khôi, tiền vệ trung tâm của đội U19 Việt Nam. Phía Nhật Bản có sự thay đổi người, tiền đạo mang áo số 9 rời sân và vào sân là số 13 Haruyama. Haruyama là cầu thủ đang ghi bàn nhiều nhất bên phía của U19 Nhật Bản ở bảng đấu này. Rất nguy hiểm, một cú sút của số 11 Sakurakawa, đó là một pha dứt điểm bằng chân trái. Đây đúng là mẫu trung phong rất hiện đại của U19 Nhật Bản, tì đè và dứt điểm. Rất may là thủ thành Ielinie đã khép góc chính xác và bắt bóng thành công. Cơ hội, tình huống đáp trả cho U19 Việt Nam, chỉ vào. Không được rồi. Đây là một pha đi bóng đầy song sáo của cầu thủ Nguyễn Hữu Nam, người mới vừa vào sân. Nguyễn Văn Tùng đang đón bóng nhưng cầu thủ của Nhật Bản đã kịp thời giải nguy. Chúng ta cũng đã thấy ngay sau một tình huống nguy hiểm mà các cầu thủ Nhật Bản tạo ra thì các cầu thủ U19 Việt Nam cũng đáp trả ngay lập tức. Không được, một pha phối hợp không thành công, tình huống phản công cho các cầu thủ Nhật Bản rất nhanh, họ triển khai bóng với tốc độ khá cao. Gato, bóng này đi hết đường biên của sân. Đến thời điểm này thì số cú sút của Nhật Bản gấp đôi cầu thủ U19 Việt Nam, nhưng tình huống nguy hiểm thì cả hai đội gần như ngang nhau. Rất tự tin và đã có phạm lỗi rồi. Với thể lực tốt thì cầu thủ U19 Nhật Bản đã áp sát quá nhanh và gần như không cho các thủ U19 Việt Nam có bất cứ một khoảng trống nào để có thể thực hiện đường truyền chính xác trong đội của mình. Không được. Cơ hội, Văn Tùng. Văn Tùng đột phá và quan sát team đội của mình nhưng đường truyền hơi mạnh rồi. Rõ ràng Văn Tùng đang nỗ lực để có thể vượt qua sự bao vây của cầu thủ Nhật Bản. Một mình Nguyễn Văn Tùng rất khó có thể vượt qua 3-4 cầu thủ của U19 Nhật Bản. Trận đấu mà cao thủ U19 Việt Nam đã phải mất và nó là rất nhiều sức. Hết việc.
Quả đá phát bóng cho đội chủ nhà U19 Việt Nam. Phút thứ 70 của trận đấu, còn 20 phút nữa. Hiện tại đã có 4 đội bóng bên cạnh đội chủ nhà Uzbekistan giành quyền vào vòng chung kết, đó là Tajikistan ở bảng C, Malaysia ở bảng G, Australia ở bảng H và Hàn Quốc là ở bảng Y. Hàn Quốc thì đã lần thứ 39 có mặt trong đấu chung kết, Australia lần thứ 8, Malaysia đã có 24 lần và Tajikistan thì có 5 lần. Hàn Quốc là một đội bóng giàu truyền thống nhất ở giải U19 khi họ đã giành chức vô địch vào các năm 59, 60, 63, 78, 80, 82, 90, 96, 98, 2002, 2004 và 2012. Lúc này U19 Việt Nam cũng đã có những cầu thủ áo trắng đẩy qua bên phần sân của đối phương. Thầy trò huấn luyện viên Philip Chuse không thi đấu co cụm bên phần sân nhà nữa, mà họ cũng đã quyết tâm đẩy cao đội hình lên với mong muốn có được số lượng đầy đủ nhất có thể gây sức ép cho hàng thủ đối phương. Rất tốt tình huống xử lý của Huỳnh Công Đến. Đã có phạm lỗi rồi. Lại là một tình huống gây tranh cãi ở trên sân nữa và vẫn xuất phát từ điểm nóng mang tên Sakuragawa. Sakuragawa đã có hành vi nào đó mà có lẽ chúng ta cũng chưa thể quan sát được với hậu vệ Vũ Tiến Long. Tiến Long đã nằm xuống và trọng tài chính đang có những trao đổi với trợ lý trọng tài biên của mình. Và có lẽ ông đang gọi lại. Đúng là ông đã rút một chiếc thẻ đỏ ra. Đó là chiếc thẻ đỏ dành cho Sakuragawa, trọng tài người Ả Rập Saudi, sau khi đã hội ý với trợ lý trọng tài của mình đã quyết định rút chiếc thẻ đỏ đối với Sakuragawa. Cầu thủ đã chơi phải nói là rất xông xáo nhưng thừa quyết liệt. Và chiếc thẻ đỏ đã khiến cho các thủ U19 Nhật Bản bất lợi về người. Và bây giờ thì cơ hội lại đến với các thủ U19 Việt Nam. Các thủ U19 Nhật Bản đang an ủi người đồng đội của mình. Họ không tranh cãi gì nhiều với quyết định của trọng tài. Và một nỗi thất vọng trên gương mặt của Sakuragawa. Những điều đó đang giúp cho các cổ động viên của Việt Nam cảm thấy rất hưng phấn. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Đã có tình huống chơi xấu của Sakuragawa. Đúng là như vậy.
với lợi thế hơn người thì chúng ta hãy chờ xem các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ phải tận dụng lợi thế này như thế nào. Trọng tài yêu cầu đưa bóng về cho các thủ U19 Nhật Bản. Mất đi một cầu thủ có khả năng làm tường và là một mối nguy hiểm nhất ở trên hàng công, thì rõ ràng U19 Nhật Bản sẽ gặp khó khăn trong việc triển khai thế trận tấn công. Và chúng ta hãy chờ xem họ sẽ tính toán như thế nào, tính toán là cầm hòa để giành vị trí Nhật Bản hay là quyết định giành chiến thắng. Một kết quả hòa là có lợi cho U19 Nhật Bản, và đội U19 Việt Nam thì sẽ phải chờ đến khi vòng đấu bảng kết thúc mới biết được số phận của mình là có đi tiếp vào vòng chung kết hay không với vị trí nhì bảng. Mặc dù thi đấu kém người hơn nhưng chúng ta cũng có thể thấy là cao thủ Nhật Bản vẫn kiểm soát thế trận khá tốt. Hiện tại bảng đấu của Uzbekistan thì họ sau hai lượt trận đầu tiên cũng đã có 6 điểm cùng điểm với Ả Rập Saudi. Đều giành chiến thắng trước Afghanistan và Ấn Độ. Do đó khả năng Uzbekistan trở thành một trong số các đội đứng thứ hai có thành tích tốt nhất. Trong 4 đội có thành tích thứ hai tốt nhất thì lúc đó sẽ có thêm một suất đứng thứ hai có thành tích tốt nhất nữa đi tiếp. Hoặc là Uzbekistan giành ngôi Nhật Bản thì chỉ có 4 suất. Thành Khôi. Nếu như đội nào đứng thứ nhì có 7 điểm thì khả năng giành quyền vào vòng chung kết là rất lớn. Dù đang thi đấu hơn người nhưng ta cũng có thể thấy là các thủ U19 Việt Nam vẫn đang chơi với một lối chơi rất thận trọng, cố gắng kiểm soát bóng bên phần sân nhà của mình. Dù sao bóng đá Nhật Bản vẫn hơn đẳng cấp đối với bóng đá Việt Nam, cả bóng đá đội tuyển quốc gia cũng như là các đội tuyển trẻ. Nên dù cho họ đang thi đấu thiếu người nhưng thế trận vẫn đang thuộc về các cầu thủ Nhật Bản, họ vẫn chơi rất chắc chắn, vẫn kiểm soát bóng và giữ bóng. Nhưng để thực hiện những tình huống tấn công mạnh mẽ qua bên phần sân của đối phương thì sẽ khó hơn rất nhiều.
Phía Nhật Bản cũng đang chuẩn bị có sự thay đổi người cuối cùng, một sự thay đổi người trên hàng tấn công. U19 Nhật Bản cũng không quá mạo hiểm. Quá khó cho Nguyễn Văn Tùng. Ayukawa. Các cầu thủ U19 Việt Nam đã mạnh dạn hơn trong việc kiểm soát bóng. Lúc này tiền đạo mang áo số 18 của Nhật Bản vào sân. Đó là Shingo Omori thay cho Ishiura. Một sự thay đổi người ở hành lang cánh phải. Phút thứ 82 trận đấu rồi. Trần Ngọc Sơn, Duy Triết, Quang Thịnh. Đến U19 Việt Nam cũng không quá mạo hiểm. Cả hai đội đang biết rằng tỷ số hòa đều có lợi. Duy Triết, Quang Thịnh, Thanh Côi. U19 Nhật Bản cũng đã lùi sâu hẳn về phần sân nhà của mình. Hữu Nam. U19 Nhật Bản đang bất ngờ dâng cao. Họ gây sức ép khi mà các thủ U19 Việt Nam đang cố gắng giữ bóng bên phần sân nhà của mình. Đội tuyển U19 Lào trong trận đấu ra quân đã xuất sắc cầm hòa U19 Australia với tỷ số là 2-2, dẫn trước 2 bàn, nhưng rồi sau đó thì họ đã không thể giữ được thế trận. Quỳnh Công Đến, Ngọc Sơn, Hữu Nam, Văn Tùng, Công Đến. Rất tốt. Ngọc Sơn, Quỳnh Công Đến, an toàn. Thanh Khôi. Đây là chiến thuật. Đó là một lối chơi mà có lẽ cả hai đội đang hài lòng với kết quả hòa. U19 Nhật Bản thì sau khi bị mất người thì họ cũng không còn đẩy cao tốc độ để có thể quyết tâm giành chiến thắng. Với họ, một kết quả hòa 0-0 là đủ để đi tiếp.
với ngôi Nhật Bản. Rồi phản công cho U19 Nhật Bản. Một tình huống xuống biên rất nguy hiểm được chuyển vào. Bóng đã đi lên nóc lưới. Tình huống nguy hiểm đã trôi qua. Phút 86 của trận đấu, còn 4 phút chính thức nữa. Khả năng có 4 đội bóng Đông Nam Á giành quyền vào vòng chung kết là rất lớn. Trong đó Malaysia thì đã chính thức, Lào thì gần như đã giành một suất. Việt Nam cũng đang chờ đợi kết quả trận đấu này. Nếu có 7 điểm thì có lẽ cũng sẽ có suất. Và Indonesia cũng đang chờ đợi. Indonesia hiện tại sau 2 lượt trận đấu đầu tiên thì họ cũng đã 6 điểm, giành vị trí nhất bảng đấu có Bắc Triều Tiên, Hồng Kông và Timor-Leste. Ở trận đấu cuối cùng diễn ra vào lúc 19 giờ ngày hôm nay thì Indo đối đầu với Bắc Triều Tiên để giành ngôi nhất bảng. Một kết quả hòa sẽ giúp cho Indonesia giành ngôi nhất bảng. Cơ hội cho U19 Việt Nam. Hiện tại với 7 điểm thì đội tuyển Lào đang đứng đầu ở trong số các đội bóng có vị trí thứ nhì tốt nhất. Nếu như U19 Việt Nam hòa Nhật Bản ở trong trận đấu ngày hôm nay thì họ vẫn xếp sau đội U19 Lào trong số 4 đội bóng có vị trí thứ hai tốt nhất, bởi vì hiệu số của đội Lào tốt hơn, họ dương 7, còn U19 Việt Nam chỉ có dương 6 mà thôi. Cơ hội cho U19 Việt Nam. Thời gian đang cạn dần, chỉ còn hơn 1 phút chính thức nữa mà thôi. Và cả hai đội đều đang mong muốn có một kết quả hòa. U19 Nhật Bản cũng đã lùi hẳn vào phần sân nhà của mình với sơ đồ là 4-4-1. Không đội nào muốn bất cứ sai lầm nào trong những phút cuối cùng này. Đây là một lối chơi toàn tính về điểm số, toàn tính để có thể giành quyền vào vòng chung kết tại Uzbekistan. Vòng chung kết tại Uzbekistan sẽ diễn ra vào năm sau, từ ngày 14 đến 31 tháng 10. Sẽ có 16 đội. Đội chủ nhà là đội Uzbekistan. Phút cuối cùng, có
có lẽ cả hai đội cũng đang chờ đợi tiếng còi của trọng tài Anturais, người Ả Rập Saudi. Cả hai đều chấp nhận tỷ số này. Bản đấu có Nhật Bản có cùng số điểm với Nhật Bản thì đã là một thành công cho U19 Việt Nam. 4 phút sẽ được cộng thêm cho trận đấu này. Giờ đây thì cả hai đội đều không mong muốn có chiến thắng, họ toan tính để có được một kết quả hòa ở trong trận đấu ngày hôm nay. Lúc này theo quan sát chúng tôi trên khán đài thì có nhiều cầu thủ của các đội cùng bảng như là Mông Cổ và đảo Guam thì dường như họ cũng đã biết trước được tính toán này nên cũng đã bắt đầu rời sân. Ngọc Sơn, Duy Triết, Quang Thịnh, bóng đang di chuyển chủ yếu ở hàng hậu vệ. Các cổ động viên thì cũng không thích lắm điều này, nhưng mà các đội bóng thì có quyền tính toán bởi vì họ không dám mạo hiểm. Chỉ một sai lầm thôi thì mọi thứ sẽ vô cùng nguy hiểm. Còn kết quả như thế này là an toàn cho cả hai đội. U19 Việt Nam được đánh giá thấp hơn, nhưng dù thi đấu hơn người, họ cũng không dám mạo hiểm để dâng cao. Còn các thủ U19 Nhật Bản thì giữ vị trí, họ cũng không chơi pressing, không chơi áp sát. Các khán giả thì cũng đã bắt đầu rời sân. Còn 2 phút chính thức nữa. Ngọc Sơn, Duy Triết, Quang Thịnh. Điều này trong bóng đá thì thật sự không đẹp, nhưng các đội bóng đều có quyền đưa ra những tính toán của mình. Và những tính toán đó sao cho đội bóng của mình có lợi nhất, bởi vì đây là vòng đấu quyết định. Vòng đấu có thể giúp cho họ có mặt ở Uzbekistan vào tháng 10 năm sau. Chỉ còn 40 giây nữa mà thôi. Và trọng tài người Ả Rập Saudi có lẽ cũng đang chuẩn bị thổi còi kết thúc trận đấu. Và ban huấn luyện của đội U19 Việt Nam cũng đã bầu đứng dậy. Có lẽ họ cũng hài lòng với kết quả này và cũng đang chờ tiếng còi chung cuộc của trận đấu ngày hôm nay. Mọi thứ đều nằm trong suy nghĩ, mọi thứ đều nằm trong tính toán. Và giờ đây trên sân các cầu thủ cũng đang thực hiện những toàn tính đó để có được một kết quả hòa. Kết quả hòa sẽ giúp đội U19 Việt Nam đứng thứ hai của bảng J và sẽ tạm thời đứng thứ hai trong số 4 đội bóng có thành tích tốt nhất sau đội U19 Lào. Như vậy lúc này đây thì trọng tài người Ả Rập Saudi cũng đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa U19 Nhật Bản và U19 Việt Nam. Niềm hạnh phúc của các thủ U19 Việt Nam sau khi xuất sắc cầm hòa được U19 Nhật Bản với tỷ số 0-0 trong trận đấu quyết định, và niềm vui mừng của ban huấn luyện và cầu thủ của đội U19 Việt Nam với 7 điểm có được thì U19 Việt Nam
có được cơ hội cực kỳ lớn để giành quyền vào vòng chung kết tại Uzbekistan vào năm sau. Trong khi đó U19 Nhật Bản thì đối với họ việc giành quyền vào chung kết không có gì là lạ, nên dù giành vị trí nhất bảng J với 7 điểm nhờ hơn hiệu số phụ, nhưng các cầu thủ Nhật Bản cũng không tỏ ra mấy vui mừng. Quý vị các bạn thân mến, buổi tụ của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt.